Hello hello, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của em, đó là giày Si Sài Gòn ạ. Các bác ơi, shop em hôm nay lại về rất là nhiều mẫu giày tây mới. Hôm nay em sẽ lên rất là nhiều siêu phẩm đến từ các nước khác nhau và một số thương hiệu đình đám như Gucci, LV, để có thể các bác lựa mang đi làm và đi chơi các bác nha. Rồi, mẫu đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là một em đến từ thương hiệu Versace nha, một thương hiệu khá là đình đám và xa xỉ này các bác. Đó, ngay cái mặt tiền của em nó là có cái hình mặt nè, đó, biểu tượng có thương hiệu Versace nha các bác. Đó, rất là xịn sò luôn ha. Xung quanh của em nó thì được đính những đường đá này, trời ơi rất là tỉ mỉ luôn ha. Khâu viền rất là chắc chắn rồi các bác nha. Đó, rất là xịn luôn. Dòng này em mua mới loanh quanh cũng tầm 17-18 triệu rồi đấy các bác ơi. Sau gót cũng có dập chữ Versace ha. Đây, đế của em nó cũng có hình mặt người nè. Đó, biểu tượng của em Versace các bác nha. Và hôm nay em sẽ tri ân cho các bác, giá của em này rất là rẻ luôn, sale mạnh cho các bác luôn ha. Đây, bên trong của em có dập chữ Versace Made in Italia và size số mà cốt đầy đủ các bác nha. Size chuẩn là 42.5 nha các bác. Bác nào chân 42.5 thì alo cho em nha. Mã số chốt hàng của em Versace này đó là B30 và size 42.5. Shop em đang bán với giá là 1.300.000 thôi, chị ân rất là rẻ luôn. Bác nào quan tâm và mang vừa mẫu này thì alo cho em ha. Quá đẹp và khá là độc nha các bác. Đó, bác nào quan tâm thì cứ alo cho em nhé. Rồi, và tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em giày tây công sở. Em này thì đến từ thương hiệu Regal Heritage nha các bác. Phiên bản khá là cao cấp của Regal Nhật Bản các bác nha. Mặt trước của em nó chỗ này nè là những cái vảy da cá sấu nha. Đó, còn xung quanh là toàn bộ da bò hết các bác nha. Và bộ đế của em được thiết kế bằng một bộ đế da và đã được khâu rất là chắc chắn rồi. Chủ trước họ đã rất là cẩn thận cho nên mà họ lại dám copy trước và sau luôn rồi các bác nha. Và bên trong của em thì có một lớp lót cái dập thương hiệu Regal Heritage, trời ơi, vàng óng ánh và rất là xịn sò luôn các bác ơi. Đó, không cần soi thì em này cũng rất là đứng form rồi các bác nha. Độ mới của em này còn khá là cao. Đó, Regal Heritage phiên bản cao cấp nha các bác. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là B31 size 40.5. Và shop em đang bán tri ân với giá là 700k thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì cứ alo cho em ha. Size chuẩn là 40.5 nha các bác. Rất là đẹp cho em Regal này luôn. Rồi, và tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm của nhà Gucci. Ôi ơi, form dáng thon gọn lắm các bác ơi. Đó, lên đồ rất là sang nha. Biểu tượng ngay mặt tiền là cái chữ Gu này. Đó, da của em này rất là mướt luôn nha các bác. Độ mới của em này còn khá là cao. Ưu điểm của em này đó là form của em này là khá là thon gọn các bác nha. Cho nên mà bác nào chân ốm thon gọn thì mang được nha. Còn bác nào mà chân bị ngang to là to thì em này thì nên bỏ qua nha. Bộ đế của em này thì còn khá là đẹp này các bác. Trời ơi, đã được khâu jean rất là chắc chắn rồi nha. Gucci Made in Italy, mua mới loanh quanh tầm 23-24 triệu rồi đấy các bác ơi. Bên trong có dập chữ Gucci Made in Italia. Trời ơi, lớp lót của em nó rất là đẹp luôn này các bác. Vàng óng ánh luôn. Size số mà cốt đầy đủ các bác nha. Size 6 nha các bác, tương đương size 40 Việt Nam các bác nha. Bác nào chân 40 thì cứ alo cho em ha. Da của em này rất là mềm đấy các bác, form form nha. Rồi, và mã số chốt hàng của em Gucci này đó là B32 size 40 và shop em đang bán với giá là 2.700.000 thôi. Bác nào đam mê giày hiệu thì hôm nay đến với em nha. Hôm nay em lên rất là nhiều Gucci, LV và Ferragamo các bác nha. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm của nhà Prada nha. Quá là đẹp luôn đó các bác ơi. Mẫu này là thiết kế dạng da tay gai rất là xịn sò và độ mới thì like new. Đó, sau ở bên mặt tiền của em nó có dập chữ Prada ha. Em này được phối hai màu, giữa màu nâu đậm và màu xanh đen, kiểu như gần giống màu nâu đậm luôn đấy các bác. Phối hai màu rất là đẹp, màu này lên quần rất là sang luôn. Mẫu này các bác có thể phối quần tây, quần jean hay là kaki mình đi làm đi chơi đều được nha. Mẫu này thì trên web loanh quanh cũng tầm 23-24 triệu rồi đấy các bác. Đây, và bộ đế của em nó là bộ đế da và đã có chống trơn sẵn rồi các bác nha. Đây, có dập chữ Prada Milano, rất là xịn sò luôn. Bên trong, trời ơi, dập chữ Prada full rất là đẹp luôn. Lòng trong size số đầy đủ các bác nha. Đây, mà cốt này size chuẩn là size 6 nha các bác. Bác nào chân 40-45 là em này là mang bao đẹp luôn đấy các bác. Đó, hôm nay shop em sale tri ân mạnh em này luôn.
Đó, bác nào mà đam mê giày hiệu thì hôm nay sẽ săn được rất là nhiều em giá rẻ của shop em luôn nè. Hôm nay em sale em này còn 2.200.000 thôi. Đó, rất là rẻ luôn ha. Bác nào đam mê giày hiệu Prada này thì cứ nhắn cho em với mã chốt hàng là B41 size 40/40.5. Và shop em đang bán với giá là 2.200.000 thôi. Rất là rẻ luôn ha. Bác nào quan tâm thì cứ alo cho em nha. Đó, em này lên đồ rất là sang đấy các bác, màu cà phê rất là xịn sò luôn. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm LV. Em này là dòng dạng sneaker. Những em này thì các bác lên quần jean, quần kaki thôi nha, chứ quần tây mang không được ạ. Đó, những ngày cuối tuần mình đi chơi thì mình mang những mẫu này là ok ha. Siêu phẩm LV, da bò, phối vải bố nha. Có dập LV quá trời luôn này các bác. Sau gót nữa nè, xung quanh, trời ơi, đã được khâu jean rất là chắc chắn rồi các bác nha. Rất là xịn sò luôn. Em này thì có size chuẩn là size 39 các bác nha. Bộ đế của em này cũng có dập chữ LV luôn nè, Louis Vuitton, rất là xịn sò luôn ha. Bộ nhận diện thì ngay mặt tiền của em nó là cái chữ khoa bít của nó chà bá luôn này các bác. Đây, ngay mặt tiền luôn. Bên trong có dập chữ luôn và LV này. Đó, size số mà có đầy đủ ha. Size chuẩn bên trong là để là 40, nhưng tại vì cái lớp lót của em này nó hơi dày đó các bác, cho nên mà em sẽ để size 39 cho các bác mang thoải mái nha. Bác nào chân 39 mà mang em này thoải mái luôn nha. 40 thì em sợ nó hơi ôm tại vì lớp lót nó dày ấy các bác. Còn size chuẩn và mã code bên trong là để là 40 nha. Nhưng tại vì là em thử chân theo chân em thì em sẽ lên size cho các bác cho nó chuẩn ha. Em này thì bác nào chân 39, 395 là ok. 40 thì nó hơi ôm đấy các bác. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là B36 và size 39. Shop em đang bán chị Ân với giá là 1.300.000 thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì alo cho em ha. Rồi và tiếp tục em lên cho các bác một em siêu phẩm của nhà Prada nữa các bác nha. Trời ơi, bộ đế của em này line new này các bác. Đế da có chống trơn sẵn rồi các bác nha. Prada Milano, size chuẩn là size 6 nha các bác. 6 1/2, nhưng mà form này hơi bé cho nên mà bác nào chân 39 là ok ha. À, 39.5 nha các bác, 39.5. Đây, bộ nhận diện của em nó thì ngay mặt tiền của em nó rất là đẹp luôn. Cái khóa rất là sang này. Đây, bên hông của em nó thì có một cái khóa kéo mình xài rất là tiện lợi nha các bác. Nó mình khỏi với cột dây rất là tiện lợi rồi. Dòng này thì dạng zip pop cho nên mà các bác có thể phối quần tây, quần jean, quần kaki mang đều rất là ok nha. Em này da rất là mướt nha, không hề có một chút xe sức lỗi lầm gì luôn. Đây các bác thấy bộ đế đấy còn rất là mới luôn. Đó, chưa mang đáng kể đâu. Đây này còn miếng lót gót sau dán nguyên của em nó là Prada nè. Đó, chủ trước mang chưa bao nhiêu cho nên mà mòn không đáng kể các bác nha. Em này còn rất là mới luôn đấy các bác. Size chuẩn của em là size 39.5 nha các bác. Size 39.5. Em này các bác có thể phối quần tây, quần jean đều đẹp lắm nha. Đây, bên trong có chữ Prada bự chà bá luôn bên trong này các bác. Đó, rất là xịn luôn. Size số mà cốt đầy đủ các bác nha. Quá là xịn cho em Prada này luôn đấy các bác. Da rất là mướt nha. Bác nào chân 395 thì chốt ngay em này nha các bác. Em này là em đang sale mạnh lắm luôn nè. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là B37 ạ. B37 và size 39.5. Shop em đang bán với giá là 1.600.000 thôi. Bác nào đam mê những em giày hiệu thì hôm nay vào săn giùm em ha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em giày lười. Khá là xịn sò các bác. Em này thì thiết kế giữa da bò và da heo rừng các bác nha. Mặt trước của em này là da heo rừng nha. Đó, xung quanh của em này là da bò này. Và bộ đế của em này thiết kế bằng một bộ đế da đã được khâu rất là chắc chắn rồi các bác nha. Đó, em này thì đến từ thương hiệu cũng khá là nổi tiếng rồi. Đây, Milachoy. Rất là xịn sò luôn, một thương hiệu khá là nổi tiếng, mua mới cũng 17-18 đấy các bác ơi. Không có rẻ mẫu này đâu, mẫu này thương hiệu này rất là mắc. Thương hiệu này chủ yếu là làm túi xách nha các bác. Túi xách mẫu này rất là nhiều, thương hiệu này rất là nhiều luôn. Nhưng mà rất khi ít có giày về hiệu này luôn đấy các bác. Đó, da bò trơn xung quanh nha. Mặt trước của em này là da heo rừng đấy các bác, cho đi mà rất là mềm luôn. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là B40 ạ. B40 size 39/40 và shop em đang bán với giá là 700.000 thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì alo cho em ha.
quá đẹp luôn các bác. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo của nhà Salvatore Ferragamo nha. Đây các bác, xung quanh của em này là da bò nha, và những chỗ này chấm chấm của em nó là kiểu như da đà điểu nha các bác, da bò phối da đà điểu nha, một màu rất là đẹp luôn. Mẫu này thì các bác lên quần jean quần kaki thì bao đẹp rồi. Bộ đế của em này thì còn khá là đẹp này các bác, có dập chữ Salvatore Ferragamo dưới đế luôn này các bác. Đó, đế này bao đẹp luôn, rất là xịn sò luôn ha. Xung quanh viền đã được khâu hết rồi các bác nha, cho nên là mang bao bền luôn đấy ạ. Bên trong cũng có dập chữ Ferragamo nha các bác, size số và mã code đầy đủ này các bác. Size 8 nha các bác. Bác nào chân chuẩn 42 là mang em này là bao đẹp luôn nha. Rất là đẹp và độc. Bình thường những em Salvatore ít khi có dáng này lắm. Chủ yếu là nâu và đen thôi chứ phối màu như thế này rất là ít luôn. Lại vừa da bò và da đà điểu luôn ha. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là B35 và size 42. Số bên đang bán với giá là 1.600.000 thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì cứ alo cho em nha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm của nhà LV nữa nha. Một form trơn khá là đơn giản luôn đấy các bác ơi. Đây, cái mặt tiền của em nó rất là bóng mà loáng luôn này, bóng mới luôn đấy các bác. Độ mới còn rất là cao nha. Da bò bóng nha các bác. Dòng da bò bóng thì mình vệ sinh rất là dễ, không cần đánh xi nhiều, chỉ cần lau qua là em nó sạch rồi các bác nha. Đây, mặt tiền của em nó còn khá là đẹp luôn. Bộ đế của em này đã được khâu hút ria rất là chắc chắn rồi nha. Có chữ rồi, Made in Italia, size 8 nha các bác. Bên trong có dập chữ LV bên trong luôn, tại vì chủ trước họ mang hơi mòn nha, nhưng mà dập chìm bên trong vẫn còn chữ nha các bác. Size số mà cốt đầy đủ các bác nha, rất là xịn sò luôn đấy các bác. Em này rất là xịn luôn. Size chuẩn của em là size 8 nha các bác, size 8 ạ. Bác nào chân chuẩn 42 là mang bao đẹp nha. Size 42. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là B34, size 42, và shop em đang bán với giá là 1.700.000. Bác nào đam mê giày hiệu thì hôm nào vào hôm nay sẽ vào săn được rất là nhiều mẫu hàng giá ưu đãi bên em luôn các bác nha. Đó, một em LV giá chỉ 1.700.000 thôi. Đó, rất là rẻ luôn. Bác nào săn được mẫu nào thì alo cho em ha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm của nhà Top nữa nha. Em này thì có size cũng rất là đẹp luôn. Form dáng của em này khá là thon gọn nha. Đó, ngay mặt tiền của em nó có chữ T nè, biểu tượng có chữ Top nha. Đó, form trơn và da bò bóng rất là bóng và mới luôn nè. Không hề có một xây sút lỗi lầm gì luôn nha. Rất là đẹp, độ mới thì các bác thấy rồi đấy, đế này còn rất là đẹp luôn. Bộ đế da và đã có khâu jean và đã có chống trơn sẵn rồi các bác nha. Size chuẩn của em đó là size 40/40.5. Bên trong có một dập chữ Top Made in Italia và size số đầy đủ các bác nha. Size số mà có đầy đủ, size chuẩn là size 6,5 nha. Bác nào chân 40/45 là bao đẹp luôn. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là B33, size 40/40.5. Và shop em đang bán với giá là 1.200.000 thôi. Bác nào đam mê giày hiệu thì cứ nhắn cho em ha. Hôm nay em lên rất là nhiều siêu phẩm đẹp và giá sale cho các bác luôn nha. Rồi tiếp tục em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo, đó là một em giày Mocha. Màu của em này màu đỏ đô nha các bác. Màu đỏ đô, bác nào mà thích màu nổi trội thì săn ngay em này nha. Em này lên đồ rất là đẹp luôn đấy các bác. Quần sọc, quần rin nha. Quần tây thì không phối được đâu, chỉ quần sọc, quần rin là ok thôi. Đây, thiết kế của em nó là da lộn nha các bác. Da lộn màu đỏ ha, quá đẹp luôn. Bộ đế thì ôi, line new nha các bác, còn rất là mới luôn nè, Made in Italia. Dòng này thì bao bền luôn rồi các bác. Đó, đế âm mà, đi nước thoải mái luôn đấy các bác. Lớp lót bên trong có lớp lót da, khá là xịn sò ha. Size số mã code đầy đủ ha. Đó, bên trong để 41, nhưng tại vì cái form này hơi thon cho nên em sẽ để là size 45 cho các bác mang thoải mái nha. Bác nào chân 45 là mang thoải mái em này luôn ạ. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là B38, size 40.5. Và shop em đang bán với giá là 600.000 thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì cứ alo cho em nha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm của nhà hơi mệt nha các bác. Một em hơi mệt ạ. Đó, một siêu phẩm của nhà hơi mệt nha.
Đây, rất là xịn sò luôn. Màu của em nó là màu trắng kem nha. Màu kem chứ không phải màu trắng tinh đâu các bác. Màu em màu kem nha. Thiết kế của kiểu như là dạng da tay gai, chống chảy xước rất là cao luôn đấy các bác. Đế còn rất là đẹp này, chưa mòn đáng kể đâu. Bên trong có dập chữ Hermès nha, Made in Paris của Pháp nha các bác. Rất là xịn sò, size số mã code đầy đủ này, size là size 7 nha các bác. Tương đương là size 41 Việt Nam nha. Bộ đế còn khá là đẹp nha, kiểu như họ dẫm tạm thuốc lá nó hơi dơ thôi, chứ đế thì quá ok, không vấn đề gì ha. Size chuẩn của em là size 41 nha các bác. Một em siêu phẩm đến từ nhà Hermès size 41, và shop em đang bán với giá là 1.700.000 thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì nhắn cho em với mã chốt hàng là B45 các bác nha. Quá đẹp luôn đấy các bác. B45 size 41 và shop em đang bán với giá là 1.700.000. Bác nào đam mê giày hiệu thì nhắn cho em nha. Rồi em xin cảm ơn các bác rất nhiều vì đã theo dõi video của em ngày hôm nay, và em sẽ hẹn các bác vào video tiếp theo của em ha.